Tại buổi họp báo hôm qua về phòng chống tham nhũng, đại diện ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết chỉ thu hồi được 18 đến 27% tài sản từ các vụ tham nhũng mà thôi. Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó trưởng ban Thường trực ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 9 tháng, công an thành phố và viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý 44 vụ tham nhũng với 163 bị can, trung bình chỉ thu được từ 18 đến 27% tài sản với mỗi vụ việc đại diện ban nội chính cũng nhận định công tác phòng chống tham nhũng nhiều nơi còn hình thức ít vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ quá trình thu hồi phong tỏa tài sản còn chưa hiệu quả hiện cơ quan tố tụng đang tìm giải pháp tăng cường thu hồi tài sản do tham nhũng